Cuối năm là thời điểm các đối tượng lừa đảo cướp giật tài sản rất manh động, người dân cần phải hết sức cảnh giác. Mới đây, Công an tỉnh Cà Mau đã tạm giữ hình sự hai đối tượng chuyên đi cướp giật. Thông tin này có trong cụm an ninh trật tự ngay sau đây. Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Cơ 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Mỹ Cơ làm nghề mua bán hải sản tại xã Long Khánh, huyện Duyên Hải. Đầu năm 2020, vì làm ăn gặp nhiều khó khăn, bị cáo đã lợi dụng mối quan hệ quen biết, hộ vay của hai bị hại số tiền hơn 17 tỷ đồng. Cơ hứa hẹn từ 5 đến 10 ngày sẽ trả tiền gốc, lãi và đưa thêm tiền cho các bị hại, nhưng sau đó để chiếm đoạt. Công an tỉnh Cà Mau đang tạm giữ hình sự hai thanh niên cướp giật hơn 4,5 triệu đồng của một chủ tiệm tạp hóa. Cả hai khai nhận, trên đường đi chơi thì ghé vào một tiệm tạp hóa ở xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau mua hàng. Rời đi được một đoạn, cả hai nảy sinh ý định cướp nên quay lại, giờ hỏi mua hàng rồi giật số tiền trên tay của chủ tiệm tạp hóa. Bỏ chạy không xa, hai đối tượng bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau phát hiện bắt giữ. Gần 6.000 chai lon bia mang nhãn hiệu nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện thu giữ. Số hàng này được phát hiện trên một xe tải. Tài xế không cung cấp được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và cho biết nhận chở hàng theo điều động của chủ xe từ tỉnh Quảng Trị vào thành phố Hồ Chí Minh.